Có một lời khuyên mà tôi muốn gửi tới các chị em đang là boss, đang là leader của đội nhóm kinh doanh. Nghe theo lời khuyên này, chắc chắn năm nay công việc kinh doanh của bạn đột phá, bạn sẽ giải quyết được những vấn đề tồn đọng cho đội nhóm của mình. Từ khóa đó là làm gương. Tôi khuyên các bạn hãy trở thành người leader làm gương, trở thành người boss làm gương. Thế làm gương ở đây làm gì ạ? Làm gương ở đây, nào, bạn muốn thành viên cho đội nhóm của mình họ phát triển kiến thức nào, phát triển kỹ năng nào, phát triển kênh truyền thông nào để kinh doanh online hiệu quả, thì bạn hãy là người làm gương trong việc phát triển cái kênh truyền thông đấy. À, có phải là bạn đã rất là muốn thành viên cho đội nhóm của mình có kênh Facebook bán được nhiều hàng hơn, nhiều tương tác hơn không? Kênh TikTok cũng là như vậy, kênh YouTube cũng là như vậy không? Đúng rồi. Thế vậy thì hỏi xem cái kênh TikTok của bạn, YouTube của bạn, Facebook của bạn bây giờ đang ở cấp độ như thế nào rồi? Có phải là chính bạn bây giờ cũng vẫn phải đang dùng auto like gì đó trên Facebook của mình? Rồi, như kênh khác TikTok hoặc là cái kênh khác thì mình bây giờ gì ạ? Mình cũng đang tìm những lý do nó rất là phù hợp để nói với thành viên đội nhóm của mình rằng là mình chưa có thời gian để phát triển nó không? Bạn đang bế tắc trong việc phát triển nó đấy. Nên là nếu bạn là boss mà bạn không làm gương trong việc phát triển cái kênh truyền thông của mình, ví dụ kênh Facebook, bạn cần phải có gì ạ? Có Facebook fanpage, còn một Facebook cá nhân, hai cái trang Facebook đó. Thậm chí Facebook fanpage thì cần phải có một fanpage để hướng tới khách hàng lẻ, một fanpage để hướng tới cái việc chia sẻ kiến thức kinh doanh online để hút những đại lý về phía mình. Kênh TikTok cũng cần phải có hai kênh để hút hai đối tượng khác nhau như vậy. Kênh YouTube cũng cần phải có hai kênh để hút hai nhóm đối tượng khác nhau như vậy. Bạn đã có chưa và bạn đã làm cái điều đấy nó hiệu quả như thế nào rồi? Bạn thường là có xuất phát điểm gì, kỹ năng tốt hơn người khác, bạn thường có yếu tố tài chính tốt hơn những thành viên đội nhóm của bạn, thì tại sao bạn không tìm cho mình một người hướng dẫn, một người thầy để chỉ dẫn cho mình làm từng kênh đó? Vì khi bạn làm từng kênh đó có sự thực chiến rồi thì bạn có rất nhiều ý tưởng trong việc thực hiện hoạt động đào tạo kèm cặp cho thành viên trong đội nhóm của mình. Đặc biệt là khi mà bạn đào được rồi thì bạn hãy kèm lại cho các thành viên F1 của mình. Bạn là boss thì kèm cho leader, còn leader thì hãy kèm cho F1, để từng thành viên trong đội nhóm của mình đều trở thành những nhân chứng sống, để trở thành những tấm gương cho cái người mà họ tuyển vào. Vì chúng ta thường đặt kỳ vọng rất là cao và những người mình tuyển vào là phải học cái nọ, phải thực hành cái kia, nhưng chính chúng ta thì còn chưa làm hiệu quả cái điều đó. Bạn muốn người ta trở thành người học tập rèn luyện tốt theo chỉ dẫn của bạn thì bạn hãy trở thành một người học tập rèn luyện thực hành tốt theo chỉ dẫn của một người thầy nào đó. Đừng chỉ truyền cảm hứng vậy thôi, mà bạn hãy trở thành một người thực chiến trong việc phát triển kênh truyền thông kinh doanh của mình. Năm nay thì rất là nhiều người đã gặp khó khăn trong công việc kinh doanh của mình vì cái từ khóa không làm gương này rồi. Nên là khi xem được video này, hy vọng rằng các bạn sẽ trở thành người làm gương trong thời gian sắp tới. Nhớ nhé, điều này không hề khó, hãy tìm cho mình một người thầy kèm cặp, đúng không ạ? Cá nhân thầy Dự thì đang kèm cặp những học trò của mình, những học trò coaching của mình trong vòng 1 năm, và giúp họ phát triển được những công việc kinh doanh, phát triển những kỹ năng kênh truyền thông của họ, và từ đó chỉ cho họ cách để có thể kèm cặp, chỉ dẫn lại cho các thành viên trong đội nhóm nữa. Nên là vì sao đội nhóm của họ phát triển một cách rất là bứt phá và luôn luôn tăng tiến là vì gì ạ? Vì họ có người chỉ đường, có người thầy kèm cặp. Chúc các bạn sớm tìm được người thầy kèm cặp cho mình nhá. Thank you.